Thực hiện hướng dẫn của Hội đồng Trị sự, ngày hôm qua ngày 19 tháng 5 nhằm ngày 8 tháng 4 âm lịch, trên cả nước, các tự viện đã cử hành lễ tắm Phật với quy mô nhỏ và ấm cúng, nhưng cũng không kém phần trang trọng. Và sau đây sẽ là ghi nhận ở khắp ba miền Bắc Trung Nam của đất nước. Tại Hà Nội, Chư Tăng và đại diện Chùa Bằng, quận Hoàng Mai đã trang nghiêm cử hành lễ tắm Phật theo hình thức trực tuyến. Trong không khí thanh tịnh và thành kính, đối trước Phật đài, Chư Tôn Đức Tăng và Phật tử đã niêm hương bạch Phật, tụng kinh Phật đản và thực hiện lễ tắm Phật truyền thống, thể hiện lòng kính ngưỡng Đức Thế Tôn nhân mùa khánh đản của Ngài. Còn tại Chùa Đông Yên, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, khóa lễ tắm Phật truyền thống đã diễn ra trên tinh thần an toàn phòng dịch. Với ý nghĩa tái hiện lại lịch sử đản sinh của Đức Phật, Chư Tôn Đức và quý Phật tử hiện diện đã đưa từng gáo nước tắm thân kim tôn tượng sơ sinh, cầu nguyện tiêu trừ những điều xấu ác, tăng trưởng điều thiện lành, chung tay xây dựng một xã hội yêu thương và phát triển. Trong khi đó, tại chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức thành kính cử hành nghi lễ tắm Phật trong phạm vi nội bộ. Tại buổi lễ, sau khi cử chuông trống bát nhã, Chư Tôn Đức dâng hương kính lễ Đức Phật và thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống với ý niệm tắm cho Như Lai là cơ hội để hướng về thân kim của Đức Phật, đồng thời chiêm nghiệm lại lời dạy của Người để thực hành nhằm mang lại bình an và hạnh phúc.